nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường truyền là của Trọng Hoàng, Hùng Dũng, cơ hội, Kiến Linh, Kiến Linh, bàn lên, có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ, thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Kiến Linh hoàn hảo để ghi. Đỗ Hùng Dũng, tiếp tục là Hùng Dũng. Hùng Dũng, đây là Kiến Linh, đường phạt bóng trượt, Văn Toàn, bóng vào trong cuộc, tuyến hai, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, cao thủ áo đỏ đang chơi rất bình tĩnh, họ không vội vàng, Hùng Dũng quả cắt ngang, đường phạt bung đòn rất giống với trận đấu gặp UE. Đường truyền đẹp của Hùng Dũng, Văn Toàn, và tiếp bóng không thật tốt của Đoàn Văn Hậu. Đó là pha di chuyển hợp lý của Trọng Hoàng. Văn Toàn không về phía Văn Toàn, đường truyền nước, cứu đá, cứu đá là của Hùng Dũng. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nhưng vấn đề là các cầu thủ ở hàng sau, các đồng chí, các vấn đề các cầu thủ ở tuyến hai cần phải tiếp cận pha bóng, cần phải đọc tình huống sớm hơn. Tế Linh nhả bóng, Hùng Dũng thêm một quả phạt góc nữa, pha phá bóng của tiền đạo Tiraisi Đăng Đa. Quang Hải là người vừa can thiệp. Và bắt đầu. PT Watt. Lại là Hùng Dũng đá vào góc. Hùng Dũng. Tiraisi Đăng Đa. Caton. Cầu thủ trong hiệp 1 đã bị Văn Lâm từ chối quả phạt đền. Chan Athip. Nguyễn Phong Hồng Duy. Đi từng vô địch ngôi thế giới. Quả đá phạt của Hùng Dũng. Không có nhịp. Như vậy là Công Phượng vào sân thay Đỗ Hùng Dũng. Đội Việt Nam tăng cường hàng công. Đúng như chúng tôi đã bình luận. Trận đấu thứ hai liên tiếp tại vòng loại World Cup, Hùng Dũng chơi không đủ 90 phút. Chúng ta cần phải rất cảnh giác với những tình huống như thế này. Sút từ chỗ này. Quả bóng khá lợi hại. Lần đầu tiên trong trận đấu, Thái Lan có cơ hội để tung ra một cú đá. Miếng đánh rất quen thuộc của Thái Lan. Đây là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã có khoảng cách xa với đội bạn. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng. Tiraton.
Có được cầu thủ đã lăn xả để cứu thua. Pha bóng cứu thua cuối cùng là của Đoàn Văn Hậu. Bằng sự lạnh lùng của mình, cầu thủ Thái Lan đã đưa trái bóng đến rất gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là pha cản phá của Đặng Văn Lâm. Cú đá trượt tiếp theo. Và ở tình huống cuối cùng thì Narubadin đã không thể thắng được pha chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh. Rất hay. Cầu thủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình. Tirasin đang đà chơi quá kinh nghiệm. Bóng đá nào. Những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Yusuf Jabe. Abad Murat. Chúng ta đã giành được bóng. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp. Pha giành bóng của Tuấn Anh. Hùng Dũng. Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng và Tuấn Anh lúc này đã trở thành bộ đôi tiền vệ dự án ý nhất trong mắt cầu Phan Sơn. Bóng và tham gia vào những tình huống để tổ chức. Hùng Dũng. Những đường truyền dài dành cho Văn Toàn sẽ có nhiều khó khăn. Với Tiến Linh, UE giống như phần lớn những đội bóng của Tây Á và vùng Vịnh là những người có kỹ thuật tốt, thi đấu thông minh, tuy nhiên họ có một điểm nói chung là thiếu tập trung. Mới của đá Việt Nam giúp cho chúng ta lần đầu tiên có thể tiến vào sâu hơn ở một giải vô địch bóng đá châu Á. 12 năm sau, thế hệ mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu đã có nhiều sự trưởng thành. Chúng ta có một huấn luyện viên giỏi gắn bó hơn 2 năm qua. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền là của Quang Hải. Abdurrahman. Đứng trước bóng là Đỗ Hùng Dũng. Có lẽ đây là lần đầu anh mang áo số 9. Pha giải nguy của Abdurrahman. Họ đã để thua trong trận đấu gặp Thái Lan. Và có lẽ là tình huống để cho Tirasin Đăng Đà mở tỷ số của trận đấu trong lượt trận gần nhất của vòng loại World Cup lần này đã khiến cho Van Marwijk phải gọi lại những cầu thủ như Vadis Abbas. Ở buổi họp báo hôm qua thì các huấn luyện viên đã được bồi thường. Quang Hải. Trọng Hoàng. Pha bắt bài rất nhanh. Tiến Linh. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Hùng Dũng. Cố gắng phá bẫy. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhận thấy một tình huống thật sự đáng kể nào của đội bóng áo trắng gần với khu 16m50 của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những khó khăn nhất định ở khâu kết nối khi đến gần với khu cấm địa của đối thủ. Nhưng về tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến lúc này, dù vẫn là
ít hơn. Nhưng Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn, Tuấn Anh, ăn tiền hàng công cho đội tuyển Việt Nam. Và theo cảm giác của chúng tôi thì lúc này mặc dù chưa phải là trơn tru nhưng chúng ta đang có một đội ngũ tấn công dày hơn. Tiến Linh, Văn Toàn, với tình huống thoát xuống gần nhất của Văn Toàn, chúng ta đã có một pha. Đỗ Hùng Dũng, Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan trên đất Malaysia đang có tỷ số hòa 1-1. Brendan Gan là người đã gỡ hòa cho đội chủ nhà Malaysia. Kết quả hòa của cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt ở khán đài A của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến sân từ lúc hai đội chuẩn bị chào cờ. Chơi với chuyên môn cao, tập trung và đặc biệt là rất quả cảm. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường truyền là của Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Cơ hội! Tiến Linh! Tiến Linh! Bàn đây! Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ! Thẻ đỏ trực tiếp! Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn hảo để ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Trọng tài đã thổi phạt Tuấn Anh. Trong quá khứ thì họ cũng đã hai lần lọt vào trận chung kết của giải vô địch châu Á Asian Cup. Tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và được rất nhiều đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Bên cạnh đó khán giả có thể theo dõi, khán giả không thể theo dõi có thể nghe radio ở các kênh VTC1 và VTC2. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Wow! Tiến Linh! Bàn thắng bất ngờ 1-0 cho Việt Nam. Đúng là không để lường trước những tình huống ghi bàn dưới thời Van Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Cũng là một cú đá bằng chân phải nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá vừa rồi khiến cho tất cả bất ngờ, đó là cái hay của Van Sơ. Ông biết khơi dậy những phẩm chất, những điều còn ẩn giấu nơi các học trò và biết bung ra đúng thời điểm. Không mấy khi chúng ta được thấy một cầu thủ Việt Nam thực hiện cú đá ở tầm xa tốt như thế mà lại không có đà. Chắc chắn là như thế. Ngoài 25m, Tiến Linh vung cú sút mà gần như không cần nhìn. Quá chừng, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn với khung thành của thủ môn Asia. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Dù đang là đội bị dẫn điểm nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị thiếu người.
Chính vì thế mà vào lúc này họ cũng không thể chơi nôn nóng. Vẫn đang là một đội hình được bố trí. Đường chuyền của Hùng Dũng. Tiếp tục là câu thấu đỏ. Đường chuyền là của Hùng Dũng. Tiến Linh. Đã có lỗi việt vị của... Anh Huy nhắc đến Robben, tôi mới nhớ đến tình huống mà Robben đã từng có cơ hội trong trận chung kết năm 2010. Nếu như pha đối mặt với Casillas mà Robben không đá ra ngoài thì giờ đây ông Van Bakwijk đã có tên trên bảng vàng của bóng đá thế giới. Từ xưa hay người này của ông Park Seo. Thêm một vài tình huống ở đầu hiệp 2, Văn Toàn vẫn chưa thể có được sự kết nối tốt với các đồng đội. Ông Park Hang-seo đã quyết định củng cố hàng công bằng việc đưa Công Phượng vào sân. Công Phượng là người đã gặp một chút vấn đề trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng.